bên này thì cà phê rất là nhiều luôn. Cực kỳ đông khách. Hôm nay còn là ngày thường đấy các bạn ạ. Em xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui gặp lại quý vị và các bạn trên kênh của đường phố Hà Nội ngày hôm nay. Hôm nay em sẽ có mặt ở con đường Hàng Bông quý vị và các bạn. Xong rồi ta sẽ di chuyển vào khu phố cổ. Đây là phố Thợ Nhuộm này các bạn này. Ở phố Hàng Bông thì có rất nhiều cửa hàng quán quần áo từ xưa đến nay rồi. Bên trên tay trái chúng ta phố Phùng Hưng nha các bạn. Hôm nay thì thời tiết khá đẹp trời, khoảng 10 giờ sáng nhiệt độ 24 độ C. Trời thì có nắng. Cho nên là du khách nước ngoài đi chơi rất nhiều. Phố Hội Vũ quý vị các bạn. Du khách nước ngoài đi từ phố cổ xuống phố Hàng Bông rất là nhiều. Bởi phố Hàng Bông này còn thông ra một số địa điểm nữa, như ở dưới cầu bảo tàng này, bảo tàng phòng không này, rồi cà phê đường tàu nữa, rất nhiều. Đây là phố Quán Sứ rồi các bạn. Ở Hà Nội nói riêng cũng như ở miền Bắc nói chung thì sẽ có những cái nhiệt độ mùa hè, mùa đông chênh lệch nhau, thời tiết dạng khác nhau, dạng bốn mùa luôn đấy. Nên nhiều du khách nước ngoài sang Việt Nam lần một nhiều khi sẽ không cảm nhận được hết cái thời tiết không khí như là cái sự đẹp ở Hà Nội, bởi mỗi mùa sẽ một cái đẹp khác nhau. Như bây giờ chúng ta đang là cuối mùa hè, chuẩn bị bước sang mùa thu rồi, khoảng 2 tuần nữa sang mùa thu, thời tiết thì nóng nhưng mùa đông thì lại se se lại. Đấy, rất là khác nhau luôn các bạn. Đây là phố Phủ Doãn nha quý vị các bạn này. Con phố này cầm taxi theo chiều này vào này các bạn này. Phố cổ của những con đường mà nó rất là nhỏ cho nên chỉ phù hợp với một chiều xe ô tô thôi các bạn ạ. Nên các bạn nếu mà đi ô tô vào khu vực những cái tuyến phố cổ thì lưu ý về biển báo cũng như là chỉ dẫn để tránh đi vào những cái tuyến phố không đúng. Đây, những cửa hàng bán cờ hiệu các thứ, rồi vật trang trí cũng như là kỷ niệm.
đây là phố Lý Quốc Sư rồi. Con phố đấy thông thẳng vào cái nhà thờ lớn Hà Nội các bạn ạ. Tuy nhiên là cái hướng này là hướng một chiều từ nhà thờ lớn ra thôi. Còn cái hướng chúng ta rẽ phải sẽ phải rẽ ở trên này. Đây ở đây nha các bạn nha. Nhiệt độ ngoài trời có vẻ đang tăng dần lên khoảng 27, 28, 29 độ rồi các bạn, hơi nóng nóng rồi. Đây là phố Hàng Trống các bạn. Từ Hàng Bông chúng ta vào Hàng Trống rồi chúng ta sẽ đến được nhà thờ lớn nha quý vị các bạn. Trời nắng chói chang luôn. Hà Nội thì mỗi mùa một cái đẹp khác nhau. Mùa hè, mùa thu này trời rất nắng đẹp. Rất thích hợp để chụp ảnh mùa hè như là phong cảnh hè thu ở Hà Nội bởi vì có nhiều ánh sáng. Còn mùa đông thì thời tiết se lạnh lại có những cái cảnh của mùa đông. Phố Hàng Trống rồi các bạn ạ. Còn bên trái là phố Bảo Khánh nha. Cái phố đấy dẫn Hồ Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm bên kia các bạn ơi. Đây, phố nhà thờ này các bạn ạ. Phố nhà thờ rồi đến nhà thờ. Xe buýt 2 tầng các bạn này. Xe buýt này đi thì rất nhiều cái địa điểm thắng cảnh ở Hà Nội luôn. Ngồi trên xe này đi ngắm cả phố Hà Nội luôn các bạn nhé. Lên trời nắng nhưng mà du khách vẫn thích ngồi trên tầng cao 2 kìa. Đấy, không còn ít người ngồi tầng 1 lắm. Rất đông du khách này. Đấy. Đây là các bạn ạ. Bên này thì cà phê rất là nhiều luôn. Đẹp luôn. Cực kỳ đông khách. Hôm nay còn là ngày thường đấy các bạn ạ, chứ không phải thứ bảy chủ nhật đâu mà đông này.
thu rồi. Đông tắc cả đường rồi. Quá tuyệt vời và đẹp. Cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ Việt Nam các bạn ạ. Đây mấy cái đồ lưu niệm này, khách nước ngoài, khách du lịch rất thích những cái đồ lưu niệm này. Đây, đoàn du lịch đông quá. Bây giờ chúng ta sẽ đi vòng lên tiếp lên trên hồ Gươm Hoàn Kiếm nha các bạn nha. Có vẻ đang chuẩn bị về giờ tan tầm buổi trưa rồi, lượng người đi rất là đông. Khách xuống phố rất đông rồi, họ hay xuống cái tầm buổi trưa, buổi đầu mẹ chị cuối chiều. Khách du lịch sang bên chúng ta đang mua những cái đồ như là tai nghe AirPods, tới bán cả ở vỉa hè luôn. Kiểu họ rất chìa ngạc nhiên luôn, tại sao cái đồ như thế này lại bán ngay đây. Kiểu ngạc nhiên chưa. Đấy, chúng ta đến Hồ Gươm rồi quý vị các bạn ơi. Cái đẹp Hồ Gươm đây. Gươm bên kia đẹp không các bạn? Bao nhiêu xe buýt để chúng ta đi tham quan. Thank you.
phố cầu gỗ Hoàn Kiếm. Chúng ta sẽ rẽ vào trung tâm của phố cổ nhé quý vị và các bạn. Xem buổi trưa họ ở đây làm gì. Ở đây có mấy cửa hàng bán hoa tươi rất là đẹp luôn. Đấy, đoàn du khách đang mang ba lô đây là dường như họ đang bắt đầu đến hay họ bắt đầu đi. Nhiều du khách nước ngoài. Là phố Đinh Liệt nha các bạn này. Đinh Liệt, Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, mấy phố cổ nhất Hà Nội luôn. Phố cổ Hà Nội một trong địa điểm du lịch rất là tuyệt vời trên thế giới các bạn ạ. Em ở gần đây tuần nào cũng qua xem mà vẫn thấy thích, vẫn thấy đẹp, mỗi ngày có một vẻ đẹp khác nhau. Đây là cái góc ban công cửa hàng rất là đẹp luôn. Phố Tạ Hiện và phố Hàng Ba các bạn ạ. Quyến này. Phố Đào Duy Từ.
cơm rang mùi rất là thơm luôn các bạn ạ. À.